Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay phụ kiện chính hãng 789 tiếp tục giới thiệu với các bạn một mẫu ốp của hãng Mingus các bạn nhé. Đây là một mẫu ốp chống sốc lưng nhám dành cho iPhone 13 Pro Max các bạn ạ. Với mẫu ốp này là một mẫu ốp màu xanh, xanh màu máy các bạn, cái này gọi là xanh dương, xanh dương xanh màu máy các bạn nhé. Đây là hàng chính hãng của Mingus, lưng nhám viền màu và chống sốc bảo vệ camera đó, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây mình sẽ hôm nay mình sẽ review là mở hộp một chiếc ốp này để giới thiệu đến các bạn chi tiết các bạn nhé. Đó, các bạn có thể quan sát trên video để xem sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Giờ mình sẽ khui hộp này ra. Đây ạ, Mingus thì luôn luôn có một cách đóng hộp đặc biệt khác với các hãng khác các bạn. Thì cái màu này thì đang là cái hot trên thị trường luôn, màu của máy các bạn. Đây ạ, phần chi tiết các bạn nhé, các bạn có thể thấy không, cụm camera đấy ạ, nét hơn này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cụm camera, tôi làm rất là chi tiết sắc sảo luôn, độ hoàn thiện cực kỳ cao, hoàn thiện nói chung là không còn gì để mà chê được các bạn nhé. Đây ạ, phần góc các bạn có thể nhìn rõ hơn đó, có thể là do mình hơi zoom, các bạn không biết các bạn nhìn rõ không. Phần đây, phím nguồn, phím nguồn thì được làm đồng màu các bạn, đồng màu với ốp. Phần vành camera thì được làm chống sốc dạng có những cái rãnh, đây mình sẽ quay gần gần nhất để các bạn có thể xem đó, có những cái rãnh như thế này, chống sốc cực kỳ là tốt, đem đến nó bị không bị kiểu bóng các bạn nhé. Khi camera thì nó sẽ giảm được những cái ánh sáng chói xung quanh cái viền camera, nó sẽ không bị tăng tương phản đó. Đây là phía cạnh phím âm lượng, các bạn có thể quan sát rõ là chi tiết được làm phím này được làm kín các bạn nhé, làm kín và lõm xuống, có hai phần bấm thì được làm nhô lên. Đây ạ, quay phía bên trong để cho các bạn cùng nhìn cực kỳ là chi tiết luôn đó. Không biết các bạn nhìn được không, có vẻ camera trên này nét được vào. Đây, đây là phần bên trong các bạn nhé, phần bên trong của ốp cực kỳ là đẹp, bên trong này thì được làm phẳng hết, đây viền cụm camera được làm phẳng đen luôn để khi chúng ta lắp vào máy không bị cấn. Phần viền này thì viền là viền dẻo các bạn đó, viền dẻo, không biết các bạn có thể thấy trên video có rõ không, nhưng mà thực ra là giống như màu trên máy tính đó. Màu xanh này bên mình sẽ gọi là màu xanh dương các bạn nhé. Khi các bạn đặt hàng trên Shopee các bạn nhớ chọn phân loại là màu xanh dương, xanh màu máy. Đây là màu lưng nhám này, lưng nhám chứ không phải lưng trong các bạn nhé, lưng nhám chống vân tay, chống vân tay và chống mồ hôi luôn. Tóm lại là cái lưng này cầm rất là thích, chống bám bẩn, chống vân tay và mồ hôi, cầm rất là thoải mái luôn. Phím bấm thì cực kỳ là dễ các bạn, mềm mại và rất là thích. Đặc biệt là với dòng 13 Max này thì nó có đủ các loại màu các bạn nhé, màu đen này, màu xám này, màu xanh than, màu xanh dương này đó. Bên mình có bán full các loại ốp Mingus và ốp chống sốc mẫu này, kiểu này cho tất cả các dòng từ 11 đến 13 Pro Max các bạn. Các dòng về dưới thì cũng có nhưng mà mẫu mã nó không giống như này. Với màu này thì ưu tiên chỉ mỗi 13 thì có thôi các bạn nhé. Dòng 12 thì cũng không có màu như này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Tại bên mình đang bán full các loại kính cường lực camera, kính màn hình của tất cả các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường các bạn nhé. Mẫu nào cũng có, đặc biệt là các hàng thương hiệu như Nikin này, Mingus này, Basua, Hoco, đó, tất cả các thương hiệu lớn, bên nào cũng có hết. Link đặt hàng mình sẽ gắn ở trên màn hình các bạn, xin lỗi, link đặt hàng mình sẽ gắn dưới phần mô tả của video. Zalo, số điện thoại và chi tiết liên hệ mình sẽ gắn ở trên màn hình để các bạn hỗ trợ các bạn khi đặt hàng các bạn nhé. Đó, bên mình phân phối trên Shopee, các bạn chỉ cần đặt hàng thôi, link đặt hàng mình đã gắn ở trên Shopee rồi, ship hàng toàn quốc.
Các bạn chỉ việc đặt hàng, tất cả là đã có Shopee no các bạn nhé, mình không cần phải gì cả, đặt hàng xong để đấy và chờ nhận hàng. Hiện tại Shopee đang có chính sách là thanh toán khi nhận hàng và thanh toán trước sẽ được nhận nhiều ưu đãi hơn từ Shopee, ví dụ như hỗ trợ vận chuyển và nhận nhiều các voucher giảm giá đó. Thế thì nó có ưu thế các bạn ạ, mình bỏ tiền trước thì mình được nhận nhiều ưu đãi hơn do Shopee hỗ trợ, còn mình chọn phương thức là thanh toán khi nhận hàng thì ưu đãi sẽ ít hơn, nhưng mà đồng nghĩa là chúng ta sẽ yên tâm đó. Có nhiều phương thức khác nhau, các bạn có thể là lựa chọn theo phương thức mà mình có thể phù hợp với mình nhất. Đó. Hôm nay mình giới thiệu qua về mẫu ốp này, bên mình còn rất nhiều các loại khác như bao da, iPad, máy tính bảng, ốp dẻo trong, dẻo màu, kính cường lực, kính camera, dán viền, tất cả các loại phụ kiện liên quan đến điện thoại các bạn nhé, liên quan đến điện thoại, liên quan đến iPhone, iPad, đó, máy tính bảng, pin cáp sạc, tai nghe, từ hàng đắt đến hàng rẻ bên mình đều có các bạn nhé, chính hãng, hàng cực kỳ là xịn, mình rất là ưng con ốp này luôn đấy, cầm êm các bạn ạ, chống bão mồ hôi vân tay dùng con này. Cái này nó là màu là cao su như này luôn các bạn nhé, chỉ cho nên dùng không sợ bị bay màu, không sợ bị mòn hay là bạc hay là chóc sơn gì cả, mà nó cố định như này luôn. Chỉ dùng khi nào chán thì chúng ta thay ốp khác thôi, chứ còn vĩnh viễn là không thể hỏng được. Đó. Dùng cái ốp này cực mà bền. Các bạn lưu ý nhé, link đặt hàng mình có để dưới phần mô tả của video. Xin giới thiệu với các bạn một mẫu bên mình đang bán dành cho cái ốp này, có nghĩa là sẽ kèm bán kèm cả những cái dán camera các bạn nhé, dán mắt camera, dán cả cụm, các bạn có thể lựa chọn. Mình sẽ gắn link gian hàng ở trên đó để các bạn vào gian hàng của bên mình, các bạn lựa chọn những sản phẩm đi kèm trang trí. Ví dụ như mua cái ốp có thể mua thêm cả cụm bộ dán camera, cả cụm này, mắt rời này về chúng ta trang trí lên thì rất là đẹp các bạn. Đó. Giới thiệu sơ qua với các bạn chi tiết như vậy. Rồi ok, video của mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.